Là mấy gái xương gương quần cho bảy xì dầu. Không biết còn nào nó ăn xương gương chết đây trong này. Công nhân cơ khí Nguyễn Thị Thị Dung nên có gãy những sợi tơ cuối cùng của Spider-Man để lại. Chắc vui nè. Có cái biết theo vô ăn xin gom bếp tòi toi em hồi chết chạy luôn á. Hương gì, hương gì? Hương dâu. Sáng lớp nào học đây vậy? Mấy bé học basic class thôi. Không có basic trên đây thì nó học bên phòng lab bà ơi. Máy phải thấy là dùng đèn chay lên để dùng cái. Em đẩy nó lên. Dùng có vẻ thích công việc khởi khởi.